Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất 24 giờ. Thưa quý vị, những ngày gần đây, vụ việc Hoa Khôi Nam Em liên tục live stream và chân giới showbiz gây tranh cãi. Trên sóng live stream mới nhất, Nam Em gửi lời tạm biệt mạng xã hội sau khi nhận được giấy triệu tập làm việc vào ngày 28 tháng 2 sắp tới. Trên sóng live stream vào tối 26 tháng 2, nam em thông báo đã nhận được giấy triệu tập từ cơ quan chức năng yêu cầu có mặt để làm việc vào ngày 28 tháng 2. Người đẹp cho biết nội dung trong giấy mời muốn cô xác minh toàn bộ các tài khoản mạng xã hội. Ngoài ra cô cũng không biết bản thân sắp đối diện với những gì. Người đẹp thông báo đã nhận được giấy triệu tập ngày 28 tháng 2 năm 2024. Cụ thể cô đã nhận được cuộc điện thoại của sở thanh tra gửi giấy mời lên đó để giải quyết. Trong giấy mời yêu cầu nam em phải lên đó xác minh tất cả các tài khoản mạng xã hội. Theo lời chia sẻ từ nam em, cô có thể sẽ bị phạt hành chính. Người đẹp buôn bã cho biết bản thân không sai nhưng đã chọc vào ổ kiến lửa nên phải chịu. Nam em cũng cho biết muốn dành thời gian sắp tới cho những người yêu mến mình. Cô nói lời tạm biệt và hy vọng fan sẽ không quên cô trong lúc tạm vắng mặt. Những ngày qua nam em liên tiếp livestream trên mạng xã hội thu hút đông đảo người theo dõi. Cô gây chú ý gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất trong giới showbiz và kèm theo việc bóc phốt và hai người nổi tiếng. Sau khi cảnh báo nam em xin lỗi khán giả về những hành động live stream gây ảnh hưởng thời gian qua trên trang cá nhân. Cô nói bản thân không làm tốt trách nhiệm của một công dân gây ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua. Tại buổi họp báo định kỳ chiều 22 tháng 2, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về việc nam em live stream những nội dung gây tranh cãi trên mạng xã hội. Sở đã nắm bắt được thông tin và cảm ơn các cơ quan báo chí kịp thời phản ánh. Chúng tôi đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xử lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật theo ông hồi người sử dụng mạng xã hội cũng chính là những người hưởng lợi từ mạng xã hội nếu đưa lên toàn tin tiêu cực lợi dụng điều đó để xúc phạm người khác thì chính chúng ta sẽ bị ảnh hưởng từ luồng thông tin tiêu cực cơ quan quản lý kiên quyết xử lý các trường hợp lợi dụng mạng xã hội để có các hành vi phát ngôn lệch chuẩn vi phạm pháp luật nhằm thu hút người theo dõi Liên quan tới những lùm xùm bóc phốt đấu tố của Hoa Khôi Nam Em và những người nổi tiếng trong giới giải trí Việt, mới đây cư dân mạng lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy nữ Hoa Khôi xuất hiện trên một phiên live với trạng thái bình tĩnh, không kích động như mọi khi. Đặc biệt là cô còn lên tiếng khuyên chồng sắp cưới bớt hành động gây thù chuốc oán. Về phía bản thân Nam Em thừa nhận không dám xem lại live stream và cảm thấy ngắn ngẩm chính bản thân mình. Liệu đây là dấu hiệu cho thấy cô đã nhận ra được cái sai của mình hay chỉ là một nước cờ cho một drama nào đó sắp tới? vì những màn bóc phốt không hồi kết của những ngôn từ được cho là chưa chuẩn mực, trong buổi livestream mới nhất, nam em vẫn xuất hiện để trò chuyện với mọi người. Nhưng cách hoa khôi trả lời câu hỏi đã bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn kích động hay bốp chát lại từng câu như trước nữa. Thậm chí nam em còn khuyên chồng nên bớt bớt lại và khẳng định bản thân không muốn câu view câu like gì nữa. Trong lúc nói chuyện, mọi người không khỏi bất ngờ khi nam em thừa nhận bản thân cảm thấy sợ và ngán ngẩm khi mỗi lần lướt các trang mạng đều tràn ngập gương mặt mình. Cụ thể cô chia sẻ: "Nói thiệt, tôi tới một cái mức mà lướt trên Facebook, TikTok thấy tôi là bản thân không còn muốn ở lại nghe, lướt qua luôn. Tới mức vậy luôn á. À? Nhức đầu luôn ý, trời ơi, tôi thấy nhức đầu. Tôi đang cầu cho hiện lên những thông tin khác để không còn thấy tôi nữa. Bản thân tôi đứng ở vị trí khán giả, tôi lướt thấy nhiều tôi nhiều quá." Tôi cũng khó chịu nữa má, huống chi ai. Trước đó trên trang cá nhân Facebook, người đẹp thừa nhận đã có những lời nói thiếu suy nghĩ làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội. Cô tự nhận không hoàn thành tốt việc học tập và xin chịu mọi trách nhiệm. Trong bài viết đăng tải, nam em bày tỏ, tôi đã không đủ bình tĩnh để anti-fan kích động, có cớ để tôi nói những lời nói thiếu suy nghĩ và tỉnh táo. Tôi đã không đủ bình tĩnh để anti-fan kích động, gây ồn ào, ảnh hưởng đến mạng xã hội những ngày qua tôi đã không làm tốt trách nhiệm của một công dân làm ảnh hưởng tiêu cực đến mạng xã hội những ngày qua tôi đã không hoàn thành tốt việc học tập yêu bản thân mà thay vào đó là bám vào những tổn thương của quá khứ tôi xin chịu mọi trách nhiệm với pháp luật tôi xin chân thành cảm ơn Bên cạnh đó, Hoa Khôi Nam Em cũng mong phía cơ quan chức năng có thẩm quyền, có hình phạt xử lý nghiêm minh cho những cá nhân, tổ chức đã và đang và sẽ gây nguy hiểm đến thế hệ trẻ mai sau vì hành vi cổ suý cho việc dùng mạng xã hội để công kích, quấy rối, gây ảnh hưởng đến cá nhân, tập thể. Trong thời gian chờ đợi sự xem xét của phía cơ quan có thẩm quyền, tôi xin chân thành cảm ơn. Tuy nhiên, dù đã đưa ra lời xin lỗi, người đẹp vẫn nhận sự chỉ trích của khán giả khi cô nêu lý do khiến bản thân livestream gây náo loại showbiz là do bị anti-fan kích động. Bài đăng của nam em nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hơn 3.000 lượt like và 3,3.000 lượt bình luận chỉ sau 5 tiếng. Đa số mọi người đều bày tỏ sự bức xúc và chỉ trích nam em bởi cô là người đầu tiên đòi khui nát cái showbiz rồi lại kêu mình bị anti-fan công kích. Trước đó, Hoa khôi Nam Em liên tiếp phát livestream trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo dư luận theo dõi. Cô gây chú ý khi gợi lại chuyện tình cảm ồn ào trong quá khứ, không ngại tiết lộ góc khuất giới showbiz và kèm theo việc bóc phốt vài người nổi tiếng. Liên tiếng về những nội dung tranh cãi này, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và sẽ sớm đưa ra phản hồi chính thức. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng vụ Nam Em livestream ồn ào mạng xã hội. Cụ thể, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nhận được thông tin liên quan đến vụ việc khoa Khôi Nam Em livestream gây ồn ào mạng xã hội. Ông Thắng nói, qua phản ánh của dư luận, Sở đã nắm được thông tin trên, chúng tôi đang tìm hiểu và sẽ có phản hồi trong thời gian tới. Trước đó trong các buổi livestream, Nam Em lần lượt tiết lộ chuyện tình cảm với một nam ca sĩ hiện đã có vợ con, ở video khác cô kể về một nghệ sĩ mang danh Ngọc nữ nhưng thường xuyên dùng chất kích thích, người đẹp còn hào hứng bật mí một nữ diễn viên trước đây từng là bạn gái cũ của chồng sắp cưới. Hôm 17 tháng 2, Nam Em cũng có chia sẻ gây tranh cãi: "Thử khui hết showbiz đi, có người nào không cặp đại gia tôi đi bằng đầu, ai cũng cặp đại gia hết, chẳng qua là không bị khui thôi, khui ra là không ai đứng được hết." quần áo hàng hiệu ở đâu ra, so biết trả tiền đâu có cao mà quần quần áo áo đổ hiệu. Dù nam em không chỉ đích danh, nhưng động thái này của cô khiến cư dân mạng bàn tán về thông tin liên quan đến nhân vật được đề cập. Người mẫu Quế Vân và ca sĩ Duy Mạnh cũng tham gia buổi livestream. Doanh nhân hữu cường trong sắp cưới của nam em, bênh vực người đẹp và đồng thời có phát ngôn gây sốc. Ở một livestream, nhân vật này khẳng định anh và nam em sẽ phán nát showbiz này. Nam doanh nhân mạnh dạn tuyên bố riêng mình anh chấp nguyên cả showbiz miền Nam nếu không được anh nhờ ngoài Bắc dập ngược lại miền Nam. Bên cạnh việc tò mò về tính xác thực của câu chuyện, phần lớn khán giả tỏ ra ngán ngẩm bức xúc trước những phát ngôn ồn ào của nam em và chồng sắp cưới. Cả hai được cho là đang đi quá giới hạn, không kiểm soát, làm tổn hại danh dự người khác. Một số ý kiến đề xuất cơ quan quản lý cần vào cuộc và có biện pháp xử lý thích đáng, với những chia sẻ gây tranh cãi không có bằng chứng xác thực từ cặp đôi. Chồng Nam Em bị chê vô duyên vì để lộ thu nhập cực khủng gần đây của vợ, số tiền có gây sốc. Liên quan đến vụ việc trên, mới đây Hữu Cường chồng sắp cưới của Nam Em khiến nhiều người bất ngờ khi công khai giá đi sâu của vợ trên sóng live stream. Theo đó người này nói rằng Nam Em bây giờ chỉ đi hát với giá trên 100 triệu đồng trên một sâu. Cụ thể, nam doanh nhân nói, sông mà nam em đi hát ở ngoài Bắc hay về Hải Phòng sẽ có giá ưu đãi là 100 triệu đồng, dưới thì không nhận. 100 triệu là chi phí mà nam em và mình tự lo, mình công khai giá sâu luôn cho mọi người biết. Tuy nhiên, có những sâu sẽ nhận cao hơn, có thể là 140 triệu đồng. Vì có một số hệ thống anh em người ta làm bầu sâu thì nhận mình 100 triệu thôi thì vẫn báo lên 120 đến 130 triệu, cái đó là hợp lý. Còn khi mà họ nhận 120 đến 130 triệu mà mọi người liên hệ với mình trực tiếp thì mình sẽ báo lên một giá cao hơn. Cho nên, nam em năm nay không có sâu rẻ, mình sẽ là người từ chối tất cả sâu nếu như thấy không ổn. Đồng thời, trong sắp cưới của nam em cũng khẳng định hoa khôi đồng bằng sông Kiều Long không thiếu sâu. Doanh nhân Hữu Cường nói thêm, mình dư sức nhận sâu cho nam em, chỉ sợ nam em không đủ sức đi hát mà thôi. Trước đó, nam em cũng có buổi livestream với nội dung khá tiêu cực. Hoa hồi 9X kể rằng đang nợ số tiền lớn nhưng bị ai đó gây khó dễ, đạp đổ chén cơm. Nam em khóc lóc, bảo muốn đi làm để trả nợ nhưng cứ liên tục bị dồn vào đường cùng. Vậy mà thời điểm hiện tại, trong sắp cưới của Nam Em lại tuyên bố cô không thiếu sâu đi hát, giá cắt xe lại còn cao ngất ngưởng, Điều này thật gây khó hiểu cho khán giả. Không ít người cho rằng trong sắp cưới của Nam Em hơi kém duyên khi công khai chuyện tiền bạc thu nhập trên mạng xã hội. Được biết, nam em sinh năm 1996, bắt đầu nổi danh khi đăng quang ở cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long vào năm 2015. Sau đó, cô đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Trái đất năm 2016 và lọt vào top 8 Trung cuộc. Trên đà phát triển sự nghiệp thì nam em đột ngột công khai chuyện yêu Trường Giang nhưng không được đáp lại. Mấy năm gần đây, nam em đi hát khá nhiều. Cô thường gây sốt mạng xã hội với những bản cover nhạc buồn hoặc nhạc thất tình. Nam em Quế Vân Bắc Trần Showbiz, luật sư nói gì? Nhận định về những ồn ào của Nam Em và Quế Vân khi liên tục phát livestream bóc trần showbiz theo dạng ẩn danh, luật sư cho biết trường hợp này khó có thể bị xem là một hành vi phạm tội bởi chưa đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Hôm 18 tháng 2, mạng xã hội xôn xao trước những thông tin được Nam Em Quế Vân chia sẻ trên sóng livestream. Trong cuộc trò chuyện, bộ đôi người đẹp gây chú ý khi bóc trần showbiz theo dạng ẩn danh. Họ không nhắc tên cụ thể mà chỉ ra đặc điểm nhận dạng của người được nhắc đến, kèm theo đó là những thông tin chưa được kiểm chứng khiến dân mạng hoang mang. Trao đổi về vụ việc này, luật sư Nguyễn Đăng Tư, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trường hợp bóc trần showbiz của nam em Quế Vân khó có thể bị coi là một hành vi phạm tội bởi chưa đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Luật sư Nguyễn Đăng Tư nói, khi nào một cá nhân nêu đích danh một người khác thì mới có thể xem xét hành vi của họ có xúc phạm bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người đó hay không, từ đó mới có căn cứ xem xét xử lý hành chính hoặc xử lý trách nhiệm hình sự, tức hành vi này phải có hậu quả ít nhất đối với một cá nhân cụ thể cũng theo luật sư nguyễn đăng Từ, trường hợp live stream của bộ đôi người đẹp nếu đủ yếu tố gây dối trật tự công cộng cũng có thể bị xử lý tuy nhiên luật sư nhấn mạnh việc xem xét có gây dối trật tự công cộng hay không thì phải có cơ quan cảnh sát điều tra mới xác định được hiện tại đoạn live stream của nam em quế vân được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội một số khán giả cho rằng cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên hiểu được những góc khuất trong nghề mới chia sẻ với khán giả song cũng có ý kiến cho rằng nam em và quế vân nói những thông tin chung chung thiếu kiểm chứng thậm chí có cư dân mạng còn hoài nghi bộ đôi người đẹp cố tình chia sẻ sốc để gây sự chú ý. Trong livestream khi bị phản ứng vì không nhắc tên cụ thể mà chỉ nói chuyện chung chung, Quế Vân cho hay, chơi mạng xã hội là mình phải biết chơi, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Vấn đề ở đây là khi nào cần nói thẳng, va vào tôi thì tôi mới nói thẳng được, còn không va vào thì ai có tật giật mình. Có thể thấy, thực tế việc xây dựng một văn hóa mạng lành mạnh vẫn chưa thật sự thấm sâu vào hoạt động sáng tạo nội dung, nên thực trạng nội dung bẩn vẫn tiếp tục diễn ra. Để văn hóa mạng thật sự lành mạnh, cần nhấn mạnh hơn nữa vào sự điều chỉnh của mỗi cá nhân, tức nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân người dùng mạng xã hội để văn hóa mạng thật sự trở nên lành mạnh trong sạch. Về khía cạnh pháp luật, khi được hỏi giải pháp nào để văn hóa mạng thật sự lành mạnh, luật sư Ngô Quý Linh, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay các chế tài hành chính và hình sự theo tôi là tương đối đủ để xử lý các hành vi vi phạm và gian đe người dùng mạng xã hội khi họ có vi phạm. Tuy nhiên nếu bổ sung thêm được chế tài cấm sử dụng mạng xã hội trong một thời gian nhất định sau khi có hành vi vi phạm sẽ có ý nghĩa gian đe giáo dục hơn nhiều ngoài ra với những hành vi tái phạm hoặc những hành vi vi phạm khác có thể bổ sung thêm các mức phạt gấp nhiều lần so với mức vi phạm lần đầu thì tôi tin tưởng người sử dụng mạng xã hội sẽ e rè hơn trong việc tiếp nhận và đăng tải thông tin cũng theo luật sư linh để có văn hóa mạng lành mạnh mỗi cá nhân cần ý thức và trách nhiệm đối với việc kiểm chứng nguồn tin và dùng mạng xã hội theo chiều hướng tích cực tỉnh táo tránh việc gió chiều nào theo chiều đấy hay thêm thắt gia vị cho nội dung câu chuyện Quyền tự do dân chủ là quyền hiến định, ai cũng có thể sử dụng quyền này để bày tỏ ý kiến của mình. Thế nhưng việc bày tỏ đó phải trong khuôn khổ của pháp luật và đạo đức, không ảnh hưởng đến quyền lợi ích của người khác, tổ chức khác, không xâm phạm đến bí mật đời tư, đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác. Điều 21 Hiến pháp đã khẳng định rất rõ, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Nếu ai đó phạm vào những điều trên thì chắc chắn sẽ bị pháp luật xử lý. Hiện những màn bóc trần cả showbiz của Nam Em thời gian gần đây vẫn đang nhận về nhiều tranh cãi. Còn quý vị quý vị nghĩ sao về vụ việc này? Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.